Vậy nữa. Alo, 1, 2. Chưa đá mà trọng tài muốn rút sẻ vàng rồi. Ok. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với sân đấu Hoàng Hồ của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Thú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận bán kết hai trận đấu giữa hai đội club 14 và cầu thủ trẻ Quốc Đức. Và các quân ở trận đấu này thì cầu thủ club 14 sẽ thi đấu trong trang phục áo hồng quần xanh đen các bạn. Còn cầu thủ trẻ Quốc Đức sẽ thi đấu trong quần áo xanh quần xanh. Và ít phút nữa thôi thì trọng tài ông thầy Hoài và ông thầy Huy thì hai trọng tài sẽ làm các thủ tục cho hai đội bóng chúng ta chọn sân và chọn bóng các bạn. Trọng tài Phúc Huy và trọng tài ông Khai Hoài. Như vậy sau khi đã có làm thủ tục chọn sân và chọn bóng thì các thủ club 14 sẽ thi đấu bên phần sân tay trái của chúng ta trong vùng áo hồng. Còn các thủ trẻ Quốc Đức sẽ thi đấu trong vùng áo xanh và thi đấu bên phần sân tay phải của chúng ta. Cái được nhẹ thôi. Và các quân ở trận đấu này thì các cầu thủ club 14 sẽ thi đấu với các cầu thủ thủ môn Thị Nhân, có số 12 đội trưởng Văn Dễ, số 4 Văn Phát, số 11 Châu Long, số 16 Gia Minh, số 6 đó là Thế Hoàng CR, Cristiano Ronaldo Vàng các bạn, và Văn Vàng. Đó là những cái tên có mặt trong hình của các cầu thủ club 14 thi đấu trận bán kết hai này. Còn các cầu thủ trẻ Quốc Đức cầu quân với thủ môn Văn Huy, Văn Duy các bạn. Số 1 đội trưởng Công Phú, số 7 Quốc Long, số 19 Nhật Phi, số 14 Văn Viễn, số 22 Thành Sang, số 26 Thành Đạt. Đó là 14 cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Cộng luôn hai trọng tài nữa là 16 bạn trọng tài Khai Hoài và trọng tài Phúc Huy. Đừng đụng cái dàn giáo cho mình chưa, mình đứng dưới nha. Như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ còn lớp 14 sẽ là các cầu thủ giao bóng trước các bạn. Đó là đường truyền của đội số 6 đó là Gia Minh về cho trung vệ số 12. Đó là Văn Dễ, trung vệ đội trưởng các bạn. Nhận là Văn Dễ. Đây là số 11, đó là Châu Long. Đường truyền góc hay. Xin chào Nguyễn Thanh Tài, chào Nguyễn Gia Huy. Đừng đụng nhé, đừng đụng nhé, đừng đụng nhé. Ai đụng qua vậy cũng quá nhé. Cuốn màn hình, cuốn màn hình. Đây là cầu thủ số 6, đó là Thế Quang, Cristiano Ronaldo Quang các bạn. Đường truyền, không được. Đó, đường truyền của cầu thủ số 16, đó là Gia Minh. Nhận là cầu thủ club 14. Rất hay. Và đi bóng đứng. Và đi bóng không được. Giữ điểm không vào. Không dám còn. Giữ điểm không vào các bạn. Đó là cầu thủ số 15. Bên club 14 đó là Văn Vàng các bạn. Đó là bóng chính xác của thủ môn số 1. Đó là thủ môn Thiện Ngân. Đây là Gia Minh. Xin chào Chí Khang, chào Quân Kitty. Chí Khang gọi là nhắn là hello anh Thượng thứ ba ghé ăn phở nha, em chuẩn bị khai trương. Ok, Chí Khang đang chuẩn bị mở quán phở các bạn. Ok, chúc mừng Chí Khang trước nha, chuẩn bị mở khai trương quán phở. Xin chào Quân Kitty. Hello Quân Kitty đi nè anh. Ok, hello Quân Kitty mãi đỉnh. Đó là tình huống cắt bóng của trung vệ đội trưởng số 12, đó là Văn Dễ. Ngay ngồi. Bản cầm trong thuộc club 14. Đường chỉ của Gia Minh. Văn Dễ. Đúng rồi. Đây là Gia Minh. Rất hay. Đây là Văn Phát. Chào Trần Công Đỉnh. Trẻ Quốc Đức cố lên. Đó là nhắn của Trần Công Đỉnh.
Cảm ơn quý khán giả và các bạn, cảm ơn năm sau em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội cả lớp 14 và trẻ Quốc Đức. Di chuyển của Gia Minh và đây là của số 4 Quang Phát. À, các bóng của một cầu thủ bên phía đội trẻ Quốc Đức các bạn. Đó là các cầu thủ các bóng của đội số 22, đó là Thanh Sang. Dạ em nghe anh đứng rồi. Đứng lại đây. Dạ, dạ sao anh? Dạ dạ em sửa lại chị não kêu sửa lại thêm lần nữa à, nhưng mà bây giờ em không có nhà để chiều tối em về em sửa lại rồi em gửi cho chị não lần nữa. Nãy chị não có góp ý lần một rồi giờ là góp ý thêm lần hai nữa mà cũng chỉnh con chút xíu anh Lưng à. em tính chốt lại luôn cho cái cuối cùng luôn á, về mới gửi lại cho anh. Dạ dạ sửa thêm tên á anh, thêm tên với sửa lại cái vị trí của lãnh đạo á, với một số chỗ mà ai trao này kia đồ đó. Em tới chiều mới xong rồi đó, Lưng Ngon mới về đó. Tốt lâu. Dạ 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 em biết rồi. Em về em chỉnh chút xíu nữa là rồi. Dạ. Tốt lâu, sang. Tốt. Dứt điểm công bố. Đó là ba dứt điểm của đội số 22. Đó là Thành Sang các bạn. Cảm ơn Trần Ngọc Định, cảm ơn Khoa Mỹ Tú, Khoa Não các bạn. Xin chào Tố Như, chào Phước Hải, Hải Bách. Đó là chào Huy Diêm, Khoa Theo, ok, cảm ơn Phước Hải. Sẽ có một đủ pháp bóng lên cho thủ môn bên phía đội cờ lớp 14 các bạn, đó là thủ môn Thiện Nhân. Về lúc phút. Về nè, tôi nè. Đã có đủ phạm lỗi rồi. Cầu thủ Diệu Phạm Lợi, cầu thủ số 11. Đây là Công Phú giờ là đội trưởng bên phía đội trẻ Quốc Đức các bạn. Các bạn cho cầu thủ trẻ Quốc Đức, chào Phước Hải, Hải Bách, chào Nguyễn Quốc Tội. Các bạn cho cầu thủ áo xanh trẻ Quốc Đức. Dứt điểm. Nhật Phi, một pha dứt điểm rất mạnh của Nhật Phi các bạn. Nhật Phi vừa có một tình huống đá phạt cực mạnh và ghi bàn mở đi số cho các đội trẻ Quốc Đức. Tập trung vô. Bàn thắng rất đẹp của Nhật Phi các bạn. 1-0, 1-0 cho các đội áo xanh. Phản công cho các đội áo hồng. Và bây giờ là Hồ Sang các bạn. Điều truyền của Thanh Sang, chúng Thanh Sang không phải là Hồ Sang. Không vào. Đó là pha bóng chính xác của thủ môn Văn Duy. Tỷ số đã được mở cho cầu thủ trẻ Quốc Đức và hứa hẹn ở những phút tiếp theo. Trận đấu chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Xin chào Trần Quy, chào Nguyễn Quốc Thội, chào Nguyễn Hoàng Duy, chào Nguyễn Trung Tính. 1-0 rồi các bạn cho cầu thủ áo xanh và hứa hẹn diễn biến trận đấu chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa. Dứt điểm không vào. Ổn dẫn còn. Đó là tình huống dứt điểm của đội số 7, đó là Quốc Long. Nhận là Quốc Long. Thành Sang, đường truyền gấp hay. Dứt điểm không vào. Đó là ba dứt điểm của Công Phú. Chúng ta đang theo dõi trận bán kết hai trận đấu với hai đội cờ lớp 14 thi đấu trong vùng mỏ hồng nam tính các bạn. Còn các đội trẻ Quốc Đức thi đấu vùng màu xanh và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các đội trẻ Quốc Đức. Trọng tài bắt chính trận đấu ngày hôm nay chúng ta có hai trọng tài, trọng tài Phúc Huy và trọng tài Khai Quang. Và đây là trận đấu bán kết 2 nằm trong khuôn khổ giải bóng đá tranh cúp Hiếu Thảo được tổ chức tại sân đấu Quang Hậu.
Sáu Hương Nguyễn Phương Tỉnh Sóc Trăng. Làm được. Đây là pha đi bóng không thành công. Đó là pha đi bóng của Thành Đạt. Tốt rồi Đạt ơi. Xin chào Trương Nguyễn, chào Nguyễn Trung Tính. Rồi là chuyển Quang Giấy. Giữa đâu. Giao bên đường truyền cho cầu thủ số 4. Đó là Quang Phát. Đó là đường truyền hướng đến vị trí của Châu Long các bạn. Châu Long hiện tại đang thi đấu vị trí cao nhất, vị trí tiền đạo cho cao thủ ở lớp 14. Xin chào Nguyễn Khánh, cái này nhắn là treo thưởng một trái 50 bên cờ lớp 14. Đó là nhắn của Nguyễn Khánh. Một trái 50k các bạn. Bảo Hoàng ơi. Đó là tình huống ba người của cầu thủ số 19 Nhật Phi. Nhật Phi là cầu thủ đang ghi bàn mở tỷ số trận đấu chúng ta các bạn trên 1.8 bàn. Đây là Thành Sang. Thành Sang đường truyền rất hay. Đây là đội trưởng Công Phú. Công Phú đâu đây? Luôn cắt bóng kịp thời của Thế Hoàng. Cristiano Ronaldo Thế Hoàng. Thế Hoàng CR các bạn. Sẽ còn thủ đá phạt góc cho cầu thủ áo xanh. Cầu thủ trẻ Quốc Đức. Dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 7 Quốc Long nhưng không thành công. Phải nói là nếu như chúng ta có đánh bia, bạn đánh bia là tình huống dứt điểm như gọi là tình huống dứt điểm tracker. Xin chào Trần Nguyễn, chào Nguyễn Khánh. Không nuôi nhiều. Đây là Gia Minh, đường truyền Gia Quyên. Cho kè gót cái. Đó là đường truyền Châu Long cho Gia Minh các bạn. Và góc cho cầu thủ áo hồng Nam Tính. Đánh đầu. Và đánh đầu hơi xa. Và thủ môn Quang Duy đã bóng chính xác trong đúng vừa rồi. Đó là đường truyền của cầu thủ số 14, đó là Văn Viễn các bạn. Văn Viễn chuyền bóng cho Thành Sang. Và đây là cầu thủ số 11, Công Phú. Công Phú đi bóng hơi dài. Vẫn là Công Phú đường truyền, gót cây. Dứt điểm, không vào. Thủ môn bên kia rồi, cầu lúc 14 là Thiện Nhân đã bóng chính xác cũng như rồi. Không nuôi nhiều. Đây là Thế Hoàng. Thế Hoàng CR các bạn. Có vẻ như dây giày của Thế Hoàng bị sút rồi em ơi. Gót hay. Mặt tường rất kỹ thuật. Đó là pha đi bóng của Châu Long. Đường chuyền quá hồng không thành công. Sẽ có đúng bóng lên cho cầu thủ FC trẻ Quốc Đức. Và đây là thủ môn Văn Duy. Anh em đang theo dõi trận đấu bán kết 2 thì có thể cho bình luận viên được biết là hình ảnh của trận đấu chúng ta như thế nào hay không? Có nét hay không? Full HD 18 cộng hay không các bạn? Và đây là trung vệ số 4 Văn Huyền. Và phối hợp rất nhịp nhàng của cầu thủ trẻ Quốc Đức. Cầu thủ trẻ Quốc Đức đang tạm vọng trước cầu thủ ở lớp 14 với tỷ số là 1-0. Và đây là đường truyền dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của Văn Hoàng các bạn. Và thủ môn Quang Duy vừa rồi công thủ cản phá xuất sắc. Xin chào Kim Chiểu Huy. Quá đẹp luôn đó. Ok, cảm ơn ban trưởng ban tổ chức Kim Chiểu Huy các bạn. Xin chào Phan Dũng Hồng. Chất lượng nhé và đường truyền mãi đỉnh. Cảm ơn em trai. Chất lượng full HD. Đó là chất lượng full HD không che đúng không bạn. Xin chào Nguyễn Khánh. Một trái 50 anh em club ơi. Đó là nhãn của Nguyễn Khánh. Và đây là cầu thủ số 6 Gia Minh. Đường truyền về cho Thế Hoàng các bạn. Và đó là đường truyền của Quang Giấy. Vẫn là cao thủ áo hồng Nam Tính. Ở trận bán kết rồi thì chúng ta đã tìm ra một đội bóng vào chơi trận chung kết, đó là Triệu Huy FC các bạn. Đội bóng của trưởng ban tổ chức và bầu Triệu Huy. Sẽ có đủ đá biên cho cao thủ FC cao lớp 14. Và phải nói là bà bầu Triệu Huy trưởng ban tổ chức chúng ta đang dẫn dắt đội Triệu Huy là Hiếu Thảo các bạn. Ở bên ngoài sân chúng ta vẫn có 2-3 bà bầu ở ngoài sân.
đó là dứt điểm, tình huống dứt điểm của Sang. Quốc Long các bạn. Xin lỗi bạn, đó là pha dứt điểm của Công Phú. Phú ơi, đạt cái trống rồi Phú. Bên ngoài sân thì ở khán đài VIP chúng ta vẫn còn hai ba bà bầu nữa, bà bầu Quyền Trân nữa các bạn. Cho Long về, cho Giang đứng trên nè. Và góc cho cái đũa xanh. Giang ơi, Giang, xin lên, xin lên. Được thành đạt. Quá người, không thành công các bạn, và góc cho cái đũa xanh. Đó là tình huống vài người của Nhật Phi không thành công. Nhật Phi là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta, và tỷ số 1-0 cũng là tỷ số cho đến thời điểm hiện tại. Dứt điểm. Về luôn Phú, về luôn Phú. Còn đây đi hết đường biên dọc rồi. Đã biên cho cầu thủ áo hồng nam tính, cầu thủ club 14. Ngọc Quý cái là nhắn là kêu bộ nhân viên vô live stream đánh domino các bạn. Ồ đánh domino, cái đó là tự live stream luôn đi nha. Hoàng Hiệp, Hiệp đầu Rainer, cái này nhắn là con gái của Phượng là bà bầu hả bà Đức Duyên? Không phải các bạn, bà bầu là bà bầu, là bà bầu này nghĩa bóng nha, bà bầu này là bà bầu bầu bóng đá chứ không phải là bầu bầu kia nha các bạn. Sẽ có tình huống đá phạt góc cho cầu thủ áo hồng nam tính, club 14. Văn Đăng ở đây nhắn là cho gửi lời đến Văn Viễn đá tốt nhé bà Đức Duyên, cảm ơn Văn Đăng. Ông vẫn còn vẫn vàng. Cái đó là quan dễ không phải quan vàng các bạn. Xin chào Gia Hầu. Gia Hầu ở đây nhắn là nhiều bà bầu quá bà Đương Duyên ơi. Ca đúng rồi. Trên sân ta có rất nhiều bà bầu, có bà bầu Quyền Trăng, bà bầu Triệu Vi, rồi bà bầu nhiều bà bầu đó bạn. Nhiều bà bầu quá Bình Duyên quên tên hết rồi. Có hai bà bầu Huyền Trăng với bà bầu Chị Quy là Bình Duyên thường xuyên rồi mà live stream mới nhớ nè các bạn. Xin chào Cá Lóc Phong, chào Nhật Phong, chào Hiệp Đồ Đái Nương. Thành công cầu thủ áo xanh làm gì đây? Dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của cầu thủ số 26 đó là Thanh Đạt. Cậu dẫn con. Đây là Châu Long, tình huống ra bóng rất kịp thời của thủ môn Quang Duy các bạn. Võ Thị Phương Thùy, gọi là nhắn là Văn Hoàng Thế Hoàng, một trái 100. Đó là nhắn của Võ Thị Phương Thùy. Văn Hoàng và Thế Hoàng ghi hoàng thì một trái 100k các bạn. Quá trời nhiều voucher được tặng cho anh em rồi. Đánh đầu! Và đánh đầu của Văn Dễ các bạn. Và thủ môn Văn Duy cũng đã cản phá thành công thì đúng dứt điểm chưa coi. Đúng em, bên bên phía đội club 14 là Văn Dễ là 12, Văn Quẹn là 15 đúng không? Đúng không? Xin chào Minh Hiếu, xin chào Nguyễn Khánh. Đánh đâu? Không vào, bóng nó trúng sân ngang. Đó là pha đánh đầu của cầu thủ số 16, đó là Giao Minh. Chào Giang Tính, chào Nhật Phong, chào Nguyễn Trung Tính. Rất đông khán giả vào xem live stream và mình được bạn. Cảm ơn quý khán giả đã ra vào xem live stream, cảm ơn rất nhiều. Ở được trong kia. Đây là Thành Sang. Mất lòng. Mất công cho đúng không? Ok. Về phu, con đó phu. Là Văn Dễ. Điều truyền nhạc viên cho Thế Hoàng. À, xin lỗi bạn này, Gia Minh, dứt điểm. Dứt điểm của Gia Minh. Nhật Phong ở đây nhắn là số 4, Văn Phát, cố lên. Một trái là một đúng không? Quá dữ. Dứt điểm không vào, đó là phải điểm quan dễ. Nãy giờ bình luận viên thấy là văn voucher 50k 100k, đó là những món ăn về vật chất các bạn. Còn một món ăn tinh thần đó là một đũa gô, một trái là món ăn tinh thần các bạn. Đó là ba bóng của thủ môn Văn Duy. Đúng rồi, phu
Dứt điểm không bầu. Rõ và các bóng của Ngô Thiện Nhân. Đá biên cho cái lúa xanh. Lâu trên, lâu quá trên. Dạ là Công Phú. Còn đây thì hết điểm nhập rồi. Xin chào Hiệp Rider. Chào Nhất Phong, chào Văn Tính. Đấm ổn thành công. Thủ môn Quang Duy đã đấm ổn thành công các bạn. Đó là bài dứt điểm của Văn Dễ. Ông lên cho thủ môn Văn Duy. Công Hú sẽ đủ ném biên cho cái đủ áo xanh. Cao độ trẻ Quốc Đức. Phú quay lại Phú. Đó này Công Phú không vào các bạn. Đây là Thành Sang. Cho đạt. Vẫn là cao độ trẻ Quốc Đức. Đúng rồi, từ từ thôi. Đúng rồi nha. Đó là pha dứt điểm rất xa của cầu thủ số 26, đó là Thành Đạt. Thủ môn Thiện Nhân ném bóng lên cho cầu thủ và lớp 14 các bạn. Chúng ta đang theo dõi trận đấu bán kết 2 trong khuôn khổ giải bóng đá tranh cúp Hiếu Thảo được tổ chức tại sân đá Hoàng Hậu. Và giải lần này chúng ta thi đấu với lượt mới các bạn. Lượt mới là lượt sang 7 của Win Football. Lượt mới là những pha phát bóng của thủ môn, là những pha ném bóng lên các bạn, những pha biên là đá biên và sẽ không có việt vị. Và theo luật mới thì trọng tài đẹp trai thì mới được bắt các bạn. Hai trọng tài trên sân chúng ta đang rất đẹp trai. Cái vụ mà luật mới mà trọng tài đẹp trai mới cho bắt là bình luận viên chế lên thôi các bạn. Vậy trọng tài em thầy Hoài cũng đã khỏi còi kết thúc 11. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các thủ trẻ Quốc Đức đang tạm dẫn trước cầu thủ lúc 14 với tỷ số là 1-0. Và chúng ta hãy cùng nghỉ lâu trong ít phút các bạn. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Trọng tài đẹp trai là mình được duyên chế thôi các bạn. Chế thêm là trọng tài đẹp trai mới được bắt ra giải giải lực mới. Ok hoài. Ok chúng ta nghỉ lâu trong ít phút nha các bạn. Ok, Khoan Đình Nghiêm nữa nhắn là một trái một xị nha, cầu lớp 14. Khoan Đình Nghiêm. Đây là bằng chứng nha. Một trái một xị.
Alo. À, Triệu Hoàng Phục, con cháu là thứ 18 của Triệu Linh, nghĩa là nhắn là ở ngoài sân phải Đức Đi Ba La không Bình Đương Duyên. Ok, Bình Đương Duyên đang zoom lại chỗ khán giả nha các bạn. Nguyễn Công Thoại chúc giải đấu tranh cúp Hiếu Thảo lần 2 thành công rực rỡ. Tô Thiếu Văn kêu anh Đức cho em xin tấm hình anh ơi, ca 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 ca. Đức Đi Ba La các bạn. Ok, Nguyễn Quang Khánh kêu quay quăng quẹn á, giùm em đi anh. Ok, cảm ơn Tô Đế Quân, cảm ơn Văn Đan. Ok, cảm ơn Tính Lương, cảm ơn Văn Đạt đã nhắn là chú Thượng gửi lời đến anh Quang Minh trả em 50. Đó là nhắn của Tính Lương. Chịu bỏ công thành kêu phát tô về mẹ nhỏ kêu anh ơi. Cảm ơn 500 em đã vào xem livestream nha các bạn. Ủa, cũng như là cà khịa các thủ chúng ta. Như vậy trọng tài em khai hoài cũng đã nói coi để mai được bắt đầu. Cứ lúc 11 thì các thủ trẻ Quốc Đức thi đấu cùng màu xanh đang tạm dẫn trước các thủ lúc 14 thi đấu cùng màu hồng. Thì tỷ số là 1-0. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các thủ trên sân chúng ta sẽ gửi đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và liệu đội bóng nào sẽ giành chiến thắng để bước vào chơi trận chung kết gặp các cầu thủ Triệu VFC đây, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vẫn là cầu thủ trẻ Quốc Đức. Chào Nhật Tân, chào Nguyễn Khánh, chào Trần Thống Lĩnh. Trần Thống Lĩnh các bạn. Đây là quán giấy đường truyền về cho cầu thủ số 6, đó là Cristiano Ronaldo Thế Hoàng các bạn. Vẫn là Thế Hoàng. Xin chào anh Linh Bà Ná Na, gọi là nhắn là Ngọc Quý hả ông Bình Linh, ông Linh Bà Ná Na rồi. Ok, vậy là Ngọc Quý có đá me uống phờ ri các bạn. Đó rồi, đó leo phải không, cho cầu thủ xanh. Đó là Nhật Phi. Thì Phi đầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta. Và tỷ số 1-0 hiện tại đang là tỷ số hiện hữu trên bàn tỷ số. Đi chưa wow. Đó là dứt điểm của Nhật Phi, bóng đi góc hẹp các bạn, góc hơi hẹp. Đó là Triệu Văn Dãy, giặc quyền cho đội số 16. Đó là Giáo Minh. Xin chào Nhật Tân, đã nhắn là có anh em ở nào ở trận đề không, mình được gì? Mình được gì cũng không biết luôn nha Nhật Tân ơi. Có anh em nào ở trận đề hay không? Mình đương nhiên không biết nha. Quay lên. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 12. Đó là Văn Dễ. Tôi thấy Văn đã nhắn là đang học nên không chụp hình được với anh Đức Di Ba La rồi Mình đương nhiên ơi. Ca. Anh em nào mà muốn chụp hình với Đức Di Ba La thì cứ tới sân Hoàng Hậu nha các bạn. Dứt điểm, đó là gì? Đó giữa nè. Đó. Lòng.
Đó là pha đi bóng của cầu thủ số 7, đó là Quốc Long. Rất kỹ thuật. Dứt điểm không vào. Đó là một tình huống dứt điểm của Quốc Long, bóng trúng vào người của Gia Minh mà đi ra ngoài sân các bạn. Chào Nguyễn Khánh, chào Nguyễn Phạm Huy Hoàng, chào Phan Đình Nghiêm. Phản công cho cầu thủ xanh trẻ Quốc Đức. Bóng này đi hết đường biên ngang rồi. Bóng lên cho thủ môn Thiện Nhân. Đó là đường truyền cho Cristiano Ronaldo Thế Hoàng các bạn. Đây là cầu thủ số 7 Công Phú. Quốc Long các bạn, Quốc Long dứt điểm. Phản công đó là từ đường chìa pha đi bóng của Quốc Long. Đường chuyền dứt điểm không vào. Pha dứt điểm cầu thủ số 11 đó là Châu Long. Và thủ môn Quang Duy các bạn nào bóng chính xác trong đúng như rồi. Xin chào Giang Kiệt, chào Phan Đình Nghiêm. Và góc cho cầu thủ xanh. Đánh đầu. Và đây là Quang Vàng, Quang Dễ các bạn. Quang Dễ chuyền bóng cho Quang Vàng. Quang Vàng làm gì đây? Đủ cắt bóng kia rồi. Của Thanh Đạt. Từ từ không sao. Xin chào Danh Kiệt, chào Khoa Nguyên. Cố lên thay đổi, chào Danh Kiệt, chào Đức Đi Ba La đá cho nào, đội nào vui Linh Duyên. Đức Đi Ba La đá đội nào Linh Duyên cũng chưa, không biết luôn các bạn. Tại vì Linh Duyên qua hơi trễ qua live từ bán kết nên chưa nắm được tình hình của anh em các bạn. Đây là quán giấy. Là Quang Dễ làm gì đây? Chào Nguyễn Thị Bích Bích, Nguyễn Bích Bích các bạn. Cái này nhắn là Nguyễn Công Phú cố lên. Quang Vàng, Quang Vàng làm gì đây? Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm bằng máu ngoài chân phải của Quang Vàng các bạn. Đó rồi, tập trung vô. Xe quay lại. Em đó. Ở vòng chính xác của thủ môn Thiện Nhân. Đó là chuyền của Văn Dễ cho Văn Vàng không thành công. Dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Quốc Long. Xin chào anh Thư, chào anh Dũng Colina. Anh Dũng Colina, chào Bình Duyên các bạn. Cảm ơn anh Dũng Colina rất nhiều. Anh Dũng Colina, một trọng tài mà nói là rất nổi tiếng. Anh Dũng Colina thì Bình Duyên đã làm việc với anh Dũng tại sân Thanh Sơn mấy lần rồi các bạn. Xin chào Khoa Nguyên, chào Trần Thống Linh, Trần Thống Lĩnh. Chúc thầy và anh em trẻ may mắn. Cảm ơn Trần Thống Lĩnh, chào anh Thư, chào anh Dũng Colina, chào Phạm Thanh Hảo. Đó là Quốc Long. Rất hay, Công Phú dứt điểm không vào. Và dứt điểm của đội trưởng Công Phú các bạn. Bóng vẫn còn. Phản công cho đội trẻ Quốc Đức. Dứt điểm không vào. Anh Dũng Colina đã nhắn là 29 tháng 12 gánh xuống làm chung kết hàng. Em gần kết thì chắc hơi lu bu của anh Dũng Colina. Mình đương nhiên là định từng hết tuần sau nữa bạn. Thứ bảy nhật tuần sau nữa là ao không nặng lại. Đó là bàn thắng của Châu Long. Châu Long đã ghi bàn sang bảng số 1 đều cho cầu thủ cơ lớp 14 các bạn. Một cú dứt điểm cẩn thận của Châu Long. Tỷ số đã được sang bằng 1 đều rồi. Hai đội đã quan nhiều và xuất phát rồi các bạn. Tỷ số là 1 đều. Bàn thắng của Châu Long. À, xin lỗi bạn. Bàn thắng của Châu Long đúng rồi. Số số 11. Nghĩa là lớp 14. Chào anh Dũng Colina. Dạ các bạn. Mình nói là cuối năm là công việc hơi nhiều các bạn ơi. Cuối năm công việc hơi nhiều nên bệnh viện quyết định là hết tuần sau, như vậy chứ những tuần sau sẽ không làm giải nữa các bạn. Chỉ live giao hữu thôi. Tiếp
làm giải thì phải nói là mất thời gian nguyên một ngày nên không có thể làm việc được. Đó là ba đánh đầu. Đó là công phu. Công phu vừa đánh đầu ghi bàn, đánh số lên 2-1 cho cầu thủ trẻ Quốc Đức. Tỷ số đây được nâng lên 2-1 các bạn cho cầu thủ trẻ Quốc Đức. Trận đấu này rất hấp dẫn. Chưa này em coi ai lịch ai chống nó đi giùm anh đi. Tại mai hai anh em mình đi Phú Mỹ rồi, Lâm Mai cũng đi Phú Mỹ mà phải không? Lâm Mai cũng đi làm công tác ấy tiếp mà mấy anh em mà phải không? Hai em hỏi coi. Anh biết rồi nhưng mà ngày mai thì thầy hỏi thăm coi có đi không, hỏi cái đi hả lên lịch rồi rồi. Thành công ngược lại cho cầu thủ trẻ Quốc Đức. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về cầu thủ xanh của bạn. Ok, dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của Nhật Phi, các bạn bóng trúng cột dọc. Cột dọc vừa từ chối bàn thắng của Nhật Phi. Xin chào Giang Tính, chào Nguyễn Thị Bích Bích, Nguyễn Bích Bích các bạn, chào Nguyễn Bích Bích, chào Danh Kiệt. Rồi. Văn Vàng. Xin lỗi bạn, đó là Văn Dễ và dữ điểm của Văn Dễ các bạn. Xin chào Trường An, ở đây nhắn là Bình Thành B Mã Đỉnh em ơi. Chào Lý Nhiên, ok Trường An Bình Thành B Mã Đỉnh em ơi. Rồi Văn Dễ, Đường Chiên. Và các bóng của đội số 14. Đó là Văn Viễn. Xin chào Phạm Hoàng Sang, chào Nguyễn Trung Tính, chào Trương An. Hiện tại tỷ số đang là 2-1 ghi về các thủ áo xanh trẻ Quốc Đức các bạn. Và đánh đầu đang tỷ số lên 2-1 của Công Phú. Dứt điểm có bãi đó, ba đi bóng của thủ số 26. Phản công đụng cắt bóng rất kịp thời của cầu thủ bên phía đội FC cờ lúc 14 hoàng, đó là pha cắt bóng của Hoàng Thái. Thì bóng hơi dài của thủ số 12, đó là Quang Dễ đã biên cho thủ xanh. Chào Quang Quốc Khánh, chào Bình Sơn 7. Xin chào Bình Sơn 7, có đã nhắn là nhắn với trọng tài Phúc Huy cũng như là trọng tài ông Khay Hoài là bắt xong là về giao luôn đồng đội còn được rồi. Chào Phùng Quốc Khánh. Dứt điểm công bố. Đó là pha ca chừng của Quốc Long. Phản công cho có đủ không? Phải ơi, không thành công. Và thủ môn Quang Duy đã có bóng cắt kịp thời cho thủ vừa rồi các bạn. Rồi, có người. Mình chào mình. Đường truyền cho đủ số 26 đó là thằng Quang Thái. Không để tao qua. Thằng 28 em 6 đấy mà em 6 này là Hoàng Thái nè. Sẽ có thủ đá vàng cho thủ đá không? Cho thủ club 14 các bạn. Vậy là 26 là tên gì vậy em? Văn Vinh hả? Văn Vinh là tên thứ 2 số 26 này. Văn Vinh. Ok. Thì vậy còn thủ số 26 vào sân bên kia rồi, club 14 đó là Văn Vinh các bạn. Bây giờ đá vàng cho thủ club 14. Đây là Quang Dễ, đội trưởng.
kè cái đồ. Còn dễ dứt điểm đó là Đường Chiên. Đây là bắn bạn. Đường Chiên góp hai bậc thương như thế không vào. Và góp cho các thủ cờ lớp 14. Quang Thiện ở đây nhắn hai 14 cố lên. Tập trung vô nhìn người ta. Đánh đầu. Ở đánh đầu của Quang dễ. Bóng lên cho đối phương Quang Duy. Em bóng lên rất mạnh. Đó là pha mọi người không thành công của đội số 4. Đó là Văn Phát các bạn. Nhận được Văn Phát. Đó là Lành Sang. Đường Chiên cho đội số 7 đó là Quốc Long. Và đây là Công Phú. Đường Chiên. Đó là Đường Chiên hướng đến vị trí của đội số 26 đó là Thành Đạt. Chào bạn Hoàng Sang, gọi là nhắn vào chèo Đức cứu lên. Ok, chào cảm ơn Phạm Hoàng Sang. Đường Quang Giấy. Đường Chiên cho cụ số 16. Đó là Gia Minh các bạn. Để tập tội ca. Hoàng Sang. Lâu lắm rồi, còn lâu lắm. Đây là Quang Giấy. Gia Minh. Và đây là Văn Vinh. Dạ Minh, anh góp tất khai. Quang Giấy. Chị cho Quang Quang. Được các bóng rất kịp thời của cao thủ SC trẻ Quốc Đức. Tình huống các bóng của Quang Viễn các bạn. Đây là Quang Giấy. Đường Chiên, đó là phải điểm thẳng. Và thủ môn Quang Duy đã bóng chính xác rồi. Còn lên cho thủ môn Thiện Nhập. Thì em nghĩ đội trẻ Quốc Đức có sự thay đổi người. Cầu thủ rời sân sẽ là cầu thủ số 20. Cầu thủ vào sân là cầu thủ số 9. Số 9 đó là Thịnh Nhỏ. Thịnh Nhỏ vào sân các bạn. Số 26 rời sân và số Thịnh Nhỏ vào sân. Nhỏ là cầu thủ số 9 bên phía đội trẻ Quốc Đức. Hàng 6 rời sân là Thành Đạt. Tiếp bước ở đây nhắn là Thịnh Nhỏ tỏ sáng đi. Khá nguy hiểm. Bóng lên trên vùng Thiện Nhân. Quang Dễ. Chúng ta hãy chờ xem ở những phút tiếp theo này thì đội bóng nào sẽ giành chiến thắng đây. Vì cầu thủ trẻ Quốc Đức đang tạm dẫn trước cầu thủ cầu lớp 14 với tỷ số 2-1 khoảng cách là 1-3. Quang Dễ. Đó là đường truyền của đội số 4 Văn Phát. Đánh đầu. Tiếp tục. Bạn không cho cầu thủ xanh trẻ Quốc Đức. Cò khe không thành công. Gật cây, đó là chiến quán vàng cho Quang Giấy. Đó là đội cắt bóng của đội số 7, đó là Quốc Long. Thủ môn Quang Duy đã bắt bóng chính xác rồi. Bỏ. Quang Duy. Phá luôn. Mình gắt mạnh. Tại vì cầu thủ áo hồng. Đó là đường chuyền của Văn Phát cho Văn Giấy. Đó là Văn Phát. Mọi người góp tay, Văn Phát chiến điểm không vào. Không lên trên môn Văn Duy. Thịnh Nhỏ. Đó là Đường Chiên bầu. Công Vũ. Công Vũ làm gì đây? Không được. Nhỏ là Công Vũ. Điểm điểm không bầu. Công Vũ đang bị đau rồi các bạn.
luôn cố gắng dứt đêm của Công Phú. Công Phú đang ở đây tiếp tục thi đấu à. Ông lên cho cầu thủ ở lớp 14. Ở đây là thủ môn Thiện Nhân. Vẫn vậy. Vẫn vàng. Gặp kỹ thuật không được không? Rồi, coi ép vậy, ép vậy. Từ từ đá luôn. Đâu? Thành. Ok, gấp nhỏ làm gì đây? Quá ơi. Trọng tài xác định sẽ không đủ đá phạt cho cầu thủ cầu lớp 14 các bạn. Đây là Văn Phát. Chào Tấn Sáng, chào Thiên Phước. Đó là đường chuyền của Văn Dễ cho các bạn. Gấp hay. Đường chuyền gấp hay, Văn Quang. Đó là bà cán bộ của Văn Viễn. Thủ môn Thiện Nhân. Văn Dễ. Đường chuyền cho Văn Phát. Không qua. Đó là đường truyền cho Văn Vinh các bạn. Văn Vinh làm gì đây? À có một thủ phạm lỗi rồi, thằng nhỏ phạm lỗi với Văn Vinh. Đá phạt cho cầu thủ áo hồng vào lớp 14. Một chiếc thẻ vàng được rút ra, gọi giờ thằng nhỏ. Chắc kêu vô. Rồi cuối nha. Mấy phút rồi. Chúng ta đến với màn phối hợp đá phạt của cầu thủ cao lớp 14. Cấu đầu khá nguy hiểm các bạn. Đó là bà dứt điểm của Văn Phát. Tạm lời cho Văn Duy. Một lần gắt mà cho Thịnh Nhỏ. Thịnh Nhỏ gắt kỹ thuật. Đó đường truyền cho Công Phú. Công Phú làm gì đây? Vẫn là Công Phú Quang ơi. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Công Phú và cú đúp của Công Phú nâng tỷ số lên 3-1. Như vậy sau bàn thắng của Công Phú thì trọng tài ông Khai Hoài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu, một chiến thắng dành cho trẻ Quốc Đức các bạn trên tỷ số là 3-1. Tỷ số chung cuộc là 3-1 như vậy các thủ trẻ Quốc Đức, và như vậy trận chung kết chúng ta sẽ diễn ra giữa hai đội trẻ Quốc Đức và các thủ Chiêu Vi FC.